Bảy Viễn, Thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 66: Liên kết thế lực mới. Dịp may hiếm có trong đời khi Francini đang làm nhiệm vụ chào hàng cho một hãng lớn từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho thì được cô con gái ông đốc phủ chấm. Cô gái xin gia đình cho phép thành thân với Francini, nhưng gia đình ông đốc phủ không muốn gả con cho tay. Tình yêu đôi lứa quá mãnh liệt Họ đưa nhau trốn đi để lập tổ uyên ương Không thể để con gái cân sống đời vô định Ông bà đốc phủ cho người đi tìm gọi về Làm lễ cưới đàng hoàng Lại còn cho mấy trăm mẫu đất để làm ăn Thế là anh chàng Tây đảo cô xe trở thành điền chủ Không may vợ anh ta mất trong khi sanh con so Dù vậy ông đốc phủ vẫn xem Francini như chàng rể và cho luôn số ruộng nói trên. Dịp may thứ hai tới với Francini, khách sạn Continental làm ăn thất bại, đăng báo bán. Không ai muốn sang vì ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, buôn bán lỗ lã triền miên. Francini thấy đây là một địa điểm quá tốt vì khách sạn Continental nằm trên đường Catinat. Kế bên nhà hát Tây, ngay trung tâm Sài Gòn, giá lại quá rẻ anh ta vay tiền hội truyền giáo để mua lại, rồi xây sở mượn tiền bạn bè trong tập đoàn người cao xe đồng hương, khách sạn Continental được sửa sang, tân trang thành khách sạn 5 sao, đồng thời trở thành trung tâm báo chí quốc tế, nhiều nhà báo, nhà văn cử phách như Lucien Borda, Pierre Dacau, Jean Lacouture, Philippe Diviner đã đến đây để săn tin chiến sự. Nhà văn Anh Raham Green cũng đóng đô ở đây để viết cuốn truyện nổi tiếng The Quiet American, người Mỹ trầm lặng, trở thành một tỷ phú chơi thân với báo giới trong và ngoài nước. Francini cũng trở thành một nhân vật quan trọng trong chính trường Sài Gòn. Tuy nhiên, ngành công an và cảnh sát không ngớt theo dõi Francini họ không hài lòng với sự giải thích của anh ta. Mở khách sạn không thể làm giàu nhanh chóng như thế được. Chỉ trong 10 năm, từ năm 1940 đến năm 1950, một anh chàng nghèo kiết trở thành một tỷ phú chắc chắn phải có những phi vụ bí mật nào đó. Nhưng cô xe là chúa trùm buôn lậu. Thế là cảnh sát, công an cứ bám theo Francini như đĩa đói nhưng hoài công. Không có một dấu vết gì chứng tỏ Francini tham gia các tổ chức buôn lậu. Một sự kiện cho thấy Francini rất có thế lực. Một nhà báo tên Amorin từ Bordeaux sang. Tới phỏng vấn chủ nhân khách sạn Continental, ông ta vô đề sàn xã. Bên Pháp có báo viết là ông làm giàu nhanh nhờ buôn tiền, đổi tiền với giá chợ đen, phải không? lạnh lùng, Francini đứng dậy, dán cho anh ta một tát tay ngay mặt. Thế rồi, đám em Úc lại nhào vô, bè hội đồng. Anh chàng nhà báo cấm đầu chạy. Anh ta tưởng là mình rơi vào sầu huyệt, một đảng cướp người cô Sau đó, anh ta viết bài tố cáo chủ nhân Continental âm mưu giết nhà báo. Vài tuần sau, trên đường về Pháp, anh ta bị tai nạn máy bay, chết mất xác. Franchini biết rõ Bảy Viễn là nhân vật đang lên, được quốc trưởng bảo đại che đỡ nên chủ động kết thân. Anh ta đến vũ trường trong đại thế giới, cùng các bạn đồng hương sau một chầu ăn nhậu, ngày hôm sau anh ta tìm Bảy Viễn đặt vấn đề. Đêm qua chúng tôi có tới vũ trường của thiếu tướng. Tôi muốn giúp ông khuếch trương nó lên đúng tầm cỡ một vũ trường quốc tế cần thêm một dàn nhạc Philippines để thay đổi không khí. Sàn nhảy cũng cần mở rộng và làm lại toàn bộ phần trang trí nội thất. Bảy viễn biết Francini là trùm buôn lậu mà công an, cảnh sát không tóm được quả tang nhân chứng và vật chứng. Đúng là tay tổ, đáng cho mình học hỏi nên bắt tay niềm nở. Thân hạnh cho tôi quá, được ông anh giúp sức thì còn gì bằng. Ngoài cái vũ trường con con này, tôi mong được sự hợp tác của ông anh trong các phi vụ quan trọng hơn. Tôi có nhiều bạn thân trong giới người hoa ở chợ lớn, còn ông anh có tập đoàn người cô xe Đồng Hương, hai ta liên kết thì hy vọng sẽ thành công lớn." Rancini gật đầu. "Đúng vậy, vũ trường chỉ là bước đầu, sau đó ta sẽ bàn tiếp." Vậy là Bảy Viễn đã liên kết được với một thế lực lớn của Sài Gòn. Hết chương 66 Bảy Viễn, Thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 67, khai tử chữ Bảy Viễn. Quốc trưởng Bảo Đại cứ ở miếng trên Đà Lạt, trong khi tình hình chiến sự ngày một nguy kịch. Pháp thua to ở Bắc Việt. Thê thảm nhất là hai binh đoàn thiện chiến Lê Pây và Chặt Tên trên đường số 4. Tại Sài Gòn, các đội quân cảm tử của Trung tướng Nguyễn Bình hoạt động mạnh. Pháp làm áp lực để Bảo Đại về Sài Gòn đảm đương chức vụ quốc trưởng. Bảo Đại đành phải quân lệnh quan thầy. Ngày Bảo Đại từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, công chức học sinh tập hợp tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón chào. Lực lượng các giáo phái cũng có mặt. Mỗi người đi đón quốc trưởng được phát 5 đồng phụ cấp. Mệt nhất là cảnh sát, công an, suốt chặng đường từ sân bay về trung tâm thành phố. Cứ 5 mét một người gác để phòng bất trắc. Trong dịp này, Bảy Viễn được vinh dự chiêu đãi quốc trưởng. Trước đó, năm Tài đã làm việc với Nguyễn Đệ, tổng lý văn phòng quốc trưởng, để lên kế hoạch đón tiếp Bảo Đại bảy viễn tổ chức những đêm nhất giả dạ đế vương để quốc trưởng vui thú khắp nơi từ đại thế giới cho đến đại la thiên thầy tớ cùng chung một sở thích bảy viễn nhờ chủ đại la thiên là tỷ phú huỳnh đại tuyển một số hoa khôi ở các vũ trường phục vụ quốc trưởng trong cuộc vui còn có màn văn nghệ đặc biệt các ca sĩ trẻ đẹp duyên dáng hát những ca khúc trữ tình tiếng việt tiếng Hoa và cả tiếng Pháp. Sau đó đến màn ca múa kiểu hàng Nga, điệu nhảy can can, hất váy, kết thúc là màn thoát y vũ. Trước khi chia tay, chủ nhà hàng trao cho thượng khách một album người đẹp có đánh số để lựa chọn. Ngay đêm đầu đến Sài Gòn, Bảo Đại đã khoái bể viễn và quyết định sẽ đáp lễ xứng đáng. Theo hiệp ước, Bảo Đại Orion bộ máy hành chính giao lại cho người việt nam quốc trưởng có toàn quyền chọn người từ trên xuống dưới bảo đại không thích tướng nguyễn văn xuân nên giao lại chức thủ tướng cho nguyễn phan long ông long là một trí thức địa chủ theo đạo cao đài ông rất mê cầu cơ một thú vui của trí thức nam kỳ muốn giao lưu với các bậc tiên thánh ông long còn là một nhà báo viết tiếng pháp hay hơn cả người pháp về đời tư ông long có đủ tật dính vô cả bốn thứ tủ sắc tài phiến một đặc điểm của ông là không ưa người pháp ngay khi nhậm chức thủ tướng quốc gia việt nam ông long tìm cách liên lạc với việt minh đề nghị một giải pháp hòa bình nhưng việt minh cương quyết bác bỏ chuyện thương thiết với chính phủ bảo đại bộ máy công an, cảnh sát cũng phải giao lại cho người Việt Nam. Trước đây, sở mật thám Pháp do Pierre cầm đầu, chiếm dãy phố 10 căn cuối đường Catinat, kế bên nhà thờ Đức Bà. Dân Sài Gòn chăm biếm thực dân, kế bên thiên đàng có địa ngục. bốt Catinat nổi tiếng là ác ôn, cán bộ Việt Minh hay người bị tình nghi, khi bị bắt đều được vô đó để tra tấn khai thác làm biên bản rồi mới đưa qua khám lớn. Sau khi giao lại cho chính phủ Nguyễn Phan Long, ngành mật thám Pháp vẫn song song tồn tại, vẫn do Pia cầm đầu, gọi là để bảo vệ quân đội Viễn chinh Pháp. Bảo đại giao ngành an ninh cảnh sát cho thiếu tướng Lê Văn Viễn, từ ngày lên thiếu tướng, Tư lệnh Bình Xuyên ra lệnh khai tử hai chữ Bảy Viễn vì nó gợi lại những ấn tượng không tốt đẹp. Ông muốn thiên hạ gọi mình là Lê Văn Viễn, có vẻ đàng hoàng, đứng đắn hơn. Lại Văn Sang được Bảy Viễn giao chức giám đốc công an Đô Thành, ngự trị bó Catinat. Vậy là mộng lớn của Tư Sang đã thành. Nhưng chức tước nghe kêu mà nghiệp vụ thì Sang chưa có bao nhiêu nên phải vừa học vừa làm. Cách học nghề của Tư Sang rất đặc biệt. Dở hồ sơ lý lịch các vị tiền nhiệm nghiên cứu rút kinh nghiệm trước nhất là Nguyễn Văn Tâm mà dân Nam Kỳ gọi là Cộp cai lậy, đốc phủ Tâm ngồi ghế chủ quận cai lậy, trước khi làm giám đốc công an, biệt danh Cộp cai lậy được gắn cho ông ta vào năm 1940. Năm xảy ra sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa, Nguyễn Văn Tâm được tây phong chức đốc phủ nhờ công việc được nhiều cộng sản hơn nơi nào hết. Lúc đó quận Tâm chỉ có hai chục lính mã tà. Hàng ngàn người biểu tình tiến vô thị trấn cai lại. Quận Tâm biết mình yếu thế, ra lệnh mã tà chỉ thủ thế chứ không được bắn. Ông cho mời đại biểu tới thương lượng và cho người thân tính lén chụp ảnh những người đi đầu cuộc biểu tình. Sau đó cho bắt nguội cả mấy trăm người đem về phòng điều tra, đích thân quận Tâm tra khảo theo kiểu trung cổ. Khi Nhật đảo chính Pháp, Tâm bị Nhật bắt và đánh đập tàn nhẫn như hắn đã từng hành hạ cộng sản trước đó. Trần Việt Minh giành chính quyền thì tâm biết sợ vì đã tới lúc kiến ăn cá. Nhưng hắn may mắn thoát chết nhờ quân Anh tới Sài Gòn giải giới quân, nhật thức trận. Khám lớn Sài Gòn được quân Anh can thiệp, thả những người Pháp và công chức làm cho Pháp. Thoát chết lẽ ra phải khôn lên, nhưng quận Tâm vẫn chứng nào tật nấy. Pháp đưa Tâm lên làm Bộ trưởng An ninh trong các Chính phủ bù nhìn. Nguyễn Văn Thinh, Lê Văn Hoạch, Nguyễn Văn Xuân, Tư Sang học được gì ở vị tiền nhiệm Nguyễn Văn Tâm? Tâm luôn luôn thủ thế, ngay trong văn phòng cũng luôn luôn bố trí các tay súng thiện xạ. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ là xạ thủ nổ súng vào người ngồi đối diện với ông ta. Hết chương sáu mươi bảy. Bảy Viễn, Thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 68, Sanh nghề tử nghiệp. Sau khi tìm hiểu kinh nghiệm của cọp cai lại, Tư Sang tham khảo hồ sơ về cò Ba Zin. một hung thần ngự trị khá lâu tại bót Catinat, ngồi chiểm trệ trên ghế bành của Ba Zin. đọc biên bản về cái chết của Ba Zin. Tư Sang không khỏi rùng mình, hắn thầm nhủ, sanh nghề tử nghiệp. Bazin sống và làm việc như một cái máy. Lúc nào cũng cảnh giác, đề phòng. Bazin ở trên lầu một cao ốc đường Catinat. Hàng ngày, Bazin từ trên lầu xuống, đi trên đường Catinat, quẹo mặt, theo đường Lê Thánh Tôn, để lên xe hơi của ông ta, mà tài xế đã chờ sẵn tại bãi xe trước tòa đô chính Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Ngày 28 tháng 4 năm 1950, đội ám sát công an xung phong của La Văn Liếm đã phục sẵn trên chặng đường ngắn không tới 1.000 mét này. Một đội viên đội nón nỉ màu nâu và ngồi đọc báo trên băng ghế trong vườn hoa nhỏ ngay trước cổng cửa cao ốc của Brazil. Khi hắn bước ra đường Catinat, thì anh này quay chiếc nón làm hiệu cho tổ trưởng đứng tại ngã tư Catinat ở ngang nhà hàng La Parrot, anh tổ trưởng cũng dở nón làm hiệu cho một đội viên, thủ súng lục đứng chờ sẵn ở tiệm thuốc tây Metropole trên đường Esplan. Khi Brazil đi ngang qua với một đại úy không quân, anh đội viên này lặng lẽ đi theo. Cách sau vài ba bước, bất ngờ tên đại úy không quân quay lại, đúng vào lúc anh này cho tay vào túi quần biết đã gặp việt minh tên đại úy sắp tới đạp vô người anh đội viên anh này té vô vách tường nhưng vẫn nổ súng từ trong túi quần đạn trúng ngay tên đại úy lập tức anh rút súng ra bắn hết mấy viên còn lại vô ngực brazil bắn xong anh chạy tới chiếc Preston đậu sẵn ở bãi đầu xe trước tòa đô chính một đội viên khác có nhiệm vụ yểm trợ anh đã bắn tên tài xế của brazil nhưng tên này nhanh chân chui xuống gầm xe. Cả hai nhảy lên xe vọt ngay, tất cả về điểm tập kết để ra bưng sau đó. Vụ ám sát diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vòng 5 phút, không lực lượng an ninh nào kịp trở tay. Loạt đạn đầu gây thương vong cho đại úy không quân Roger bay qua nhà hàng La Pagode, làm bể các tủ kính chân rượu và bánh ngọt dân sang ăn điểm tâm tại đây hốt hoảng nằm móp xuống nền gạch bông chừng cảnh sát tới thì chiếc trách của đội ám sát đã mất dạng mật thám pháp biết được một người trong đội ám sát này là do tình cờ mà thôi một thằng tây sáng đó đi ngang tòa đô chính thấy một đồng nghiệp cùng sở làm ở tân sơn nhất đang ngồi sau vô lăng chiếc trách đậu trước tòa đô chính về sau, nghe kể chuyện nổ súng và các hung thủ thoát thân trên chiếc Jackson, thằng tay này mới đến bót cảnh sát, tố giác tài xế là người làm cùng sở với anh ta. Thế là mật thám su tra ngay và in áp phích bố cáo trọng thưởng ai chỉ bắt người có ảnh in kèm theo. Nhưng dù nhanh mấy, chúng cũng chạy sau. Bộ ba trong đó có tài xế đã nhảy ra bân ngay chiều hôm ấy Tư sang rút khăn tay, lau mồ hôi trán. Hắn còn lạ gì các ban công tác thành, toàn là những cảm tử quân, được huấn luyện thuần thục để thọc sâu, đánh hiểm. Và nguy hiểm hơn hết là tinh thần dũng cảm, táo bạo, xem cái chết nhẹ tở lông hồng. Ngay cả phụ nữ cũng có một đơn vị cảm tử là trung đội Minh Khai, đã ném lựu đạn vô rạp chiếu bóng Machetic, nay là Củ Long. Lần đó có trên 50 sĩ quan hải quân bị thương vong vì hai trái lựu đạn của ba cô nữ sinh thành phố ra bân học quân sự rồi về Sài Gòn hoạt động. Học được gì trong cái chết của Ba Jin đây? Tư sang ngẫm nghĩ Ba Jin chết vì sống như cái máy, thức dậy xuống lầu ra xe tới sở đúng giờ giấc. Do đó, Việt Minh rất dễ vạch kế hoạch hành động từ đó Tư Sang luôn luôn thay đổi lộ trình và giờ giấc. Dù cẩn thận như vậy, Tư Sang cũng luôn luôn bị cái chết của Ba Jin ám ảnh. Thế mới biết, cái chất giám đốc công an Đô Thành không ngon ăn chút nào. Nơi ghế bành của Ba Jin mà Tư Sang thấy trong trên như ngồi ghế ba chân. Vẫn chưa hết những cơn ác mộng. Ngày 31 tháng 7 năm 1951, một tin dữ làm chấn động cả Sài Gòn lẫn Paris tướng Johnson, tư lệnh quân đội Pháp tại Nam Phần, Việt Nam và Thủ Hiến, Thái Lập Thành, người thay Trần Văn Hữu, đã bị quân cảm tử thanh toán trong chuyến kinh lý tỉnh Sa Đéc. Cả hai vừa tới khán đài trong sân vận động tỉnh thì một người lính băng ngang hàng rào bảo vệ tiến tới. Cách hai ông ba thước, anh ta rút tay khỏi túi quần đứng nghiêm chào đúng kiểu cách nhà binh. Liền đó, trái lựu đạn trong túi quần đã rút chốt sẵn phát nổ. Một nửa thân mình anh ta bay mất. Trên khán đài, tướng Jensen và thủ hiến Thái Lập Thành chết tại chỗ. Một sĩ quan trong đó có một đại tá bị thương nặng. Tư Giang lập tức cho điều tra, nhưng không tài nào biết vụ tấn công cảm tử này thuộc về cơ quan nào, đơn vị nào. Sau đó, mật thám pháp cả quyết đây là cú của đại tá trịnh minh thế, chỉ huy trưởng cao đài liên minh, nhóm này ly khai với tòa thánh tây ninh và có xu hướng thân mỹ, phòng nhì cũng căn cứ vào bộ sắc phục cao đài của hung thủ đoán là nhóm cao đài thân mỹ muốn dằn mặt pháp, riêng tư sang thì dù không nắm được chút gì về nhân chứng vật chứng nhưng cũng quyết đoán đây là chiến công của việt minh. Bởi lẽ không ai dám hy sinh vì nghĩa lớn như Việt Minh. Tư sang thấy mình đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, nhảy xuống cũng chết. Chi bằng mình giết trước, chớ để chúng giết mình. Công an Bình Xuyên từ đó nổi danh tàn ác còn hơn cả cọp cai lậy hay cò ba zin. Hết chương 68 Bảy viễn, thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 69, sòng bạc Monte Carlo. Tình hình chiến sự ngày một căng thẳng, Pháp thua ở chiến trường biên giới rồi chung du, phải đưa Thống tướng Achi de Tessany sang Việt Nam làm cao ủy kiêm tổng tư lệnh quân đội Pháp tại đông dương, nhưng vị tướng tài giỏi nhất của Pháp cũng khó có thể lật ngược thế cờ. Pháp đang gặp khó khăn sau Thế chiến thứ hai lại phải gánh chi phí chiến tranh đông dương đến 101 tỷ quan năm 1946 lên 136 tỷ năm 1948. Pháp sợ nhất là bình định không xong thì quân đội Việt Minh được Hồng quân Trung Hoa kéo tới biên giới yểm trợ. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng đó, Pháp phái một tướng lãnh sang Đông Dương nghiên cứu tình hình mọi mặt để giúp chính phủ Pháp giải quyết chiến tranh Việt Nam. Người được giao sứ mạng này là tướng River. Ngày 16 tháng 5 năm 1949, tướng River tới Sài Gòn. River đi quan sát chiến trường, tham khảo các bộ tham mưu, cố gắng thấy thật nhiều, nghe thật nhiều để có một cái nhìn tổng quát. Ngoài quân sự, River còn quan tâm tới chính trị, văn hóa, xã hội không khí sài gòn bấy giờ đập mạnh vào mắt vị tướng làm nhiệm vụ tổng thanh tra, đó là không khí ăn chơi vô trách nhiệm, các quan chức pháp lo làm giàu bằng cách chuyển ngân mua bán đồng đông dương ngân hàng, ngoài việc buôn bán tiền bạc, sài gòn còn có nhiều giải trí trường, hộp đêm sang trọng mà đứng đầu là đại thế giới do bảy viễn đứng đầu khai thác, với sự yểm trợ của quốc trưởng bảo đại. Về mặt quân sự, Pháp đứng trước nhiều bất lợi. Việt Minh dùng chiến thuật du kích mà quân đội Pháp không quen. Mặt khác, Đông Dương nằm trong phạm vi quyền lực của bộ các quốc gia liên hiệp. Xưa là bộ thuộc địa do cao ủy đại diện. Nhưng tổng tư lệnh quân đội Viễn Chinh lại là một tướng lãnh do bộ quốc phòng chỉ định. Do cách làm việc tréo que như vậy mà trống xuôi kèn ngược River đề nghị nên chọn một người của Bộ Quốc gia Liên Hiệp, nắm cả quyền hành chánh và quân sự. Người đó nên là một tướng lãnh. Về chiến lược, Pháp nên thu vén cho gọn các chiến tuyến, tập trung tối đa quân lực tại miền Bắc Việt Nam, cố thủ các vị trí xung quanh Hà Nội. Khi nghe năm tài báo cáo tình hình, Bảy Viễn chỉ đặc biệt quan tâm tới cái vú sữa đại thế giới đang bị các chính khách Pháp bên chính quốc dòm ngó. Bảy viễn sợ nhất là cái nồi cơm của mình bị đập bể, mà người đập bể phải là tổng thống Pháp chứ không ai khác vì bảy viễn đã có cái lọng che đầu là quốc trưởng bảo đại. Lo ngại về vụ này, bảy viễn điện lên biệt điện trên Đà Lạt để tham vấn cụ Hoàng thì được Nguyễn Đệ cho biết là quốc trưởng đã bay qua Pháp dù lo âu bảy viễn cũng không khỏi cười thầm đúng là dân chơi giặc đánh tứ tung mà quốc trưởng chỉ lo bay nhảy ngài đã chán đà lạt rồi nên bay qua khanh thành phố nghỉ mát bên bờ địa trung hải bảy viễn quyết định bay qua pháp chơi một lần cho biết đi tây từ lâu đã là một giấc mộng của tây giang hồ gốc nhà quê hơn nữa đi chơi cũng là để củng cố quyền lợi của mình phải thuyết phục quốc trưởng giữ vững đại thế giới trong bất cứ tình huống nào. Một tuần ở Pháp là một tuần huy hoàng nhất trong đời bảy viễn. Cụ hoàng chiêu đãi trọng thể ông chủ đại thế giới, nào là lên Paris xem vũ điệu canh can với các phá khoe đùi, khoe mông, nào là xuống bãi biển San Trớp xem đầm khỏa thân phơi nắng. Nhưng khoái nhất là được theo cụ hoàng tới sòng bạc Monte Carlo nằm trong thành phố Monaco là tay cờ bạc thập thành. Bảy viễn cũng phải bái phục cách đánh bạc của cụ hoàng. Ông ta đứng quan sát khá lâu trước khi đặt tiền vào một con số ở sòng roulette. Hồi lâu, một tay chơi cháy túi sau khi nuôi một con số rời sòng bạc. Thì lập tức, cụ hoàng đặt tiền ngay con số đó và là hồng bi rơi ngay con số đó. Bảo đại gật gù nói với bảy viễn. Đó là phép xác suất. Theo cách tính toán này thì một con số có chu kỳ của nó. Nó vắng mặt một lúc rồi lại xuất hiện. Anh chàng kia nuôi con số 13 tới mười mấy lần, đến khi anh ta cháy túi thì con số 13 lại xuất hiện. Bảy Viễn bắt tay khen cụ Hoàng. Cái thuyết xác suất đó quá hay, suy rộng ra thì ở đời mình phải biết chờ thời cơ. Bảo Đại gật lia. Đúng thế. Làm chính trị cũng phải biết đợi thời cơ. Như lúc mình nằm ở Hồng Kông, biết bao nhiêu chính khách tới mời mình tham chính nhưng mình không nghe. Mình còn phải nhận định tình hình, chờ tới lúc Pháp mệt mỏi với phe chủ chiến như De Liu, Leclerc, chừng đám này bị thay, mình mới chịu nói chuyện với cao ủy Pitton, ký hiệp ước rồi mình vẫn ở Canet. chờ chừng nào Pháp thực sự chịu trao trả các quyền tự do dân chủ. Mình mới về Việt Nam, nhưng không ở Hà Nội hay Sài Gòn, mà bay lên Đà Lạt. Bảy viễn nhắc chuyện đại thế giới, bảo đại nói. Yên chí, không ai đóng cửa được nó đâu. Các nước văn minh đều có nơi giải trí cho dân chúng, như Monaco này đây. Hết chương 69 Bảy viễn thủ lĩnh Bình Xuyên Chương 70 Thống tướng De La Tre. Cuối tháng 10 năm 1950, Cao ủy nên từ Sài Gòn ra Hà Nội và thấy thủ đô đang lâm vào tình thế hiểm nguy, thành phố đã bị Việt Minh bao vây bốn phía. Trong khi đó, báo chí Pháp loan tin Cao ủy nên sắp bị thay thế vì để cộng quân thắng thế khắp nơi. Tổng thống Pháp mời các tướng tên tuổi sang Đông Dương cứu nguy. Tướng Sun đang sống đế vương tại Maroc không muốn thả mồi bắt bóng. Tướng Konitz thì chịu sang Đông Dương với điều kiện phải có viện binh, nhưng Pháp không có quân dự trữ. Tổng thống Orion mời thống tướng Delatre. Delatre biết tình thế vô vọng, nhưng vì nhiệm vụ mà lãnh lệnh ra đi. Ngày 17 tháng 12 năm 1950, Delatre tới Sài Gòn. Ông tướng năm sau này rất khó tính nghe ông Sang là các tướng tá đều lo. Đã đọc báo cáo của tướng tổng thanh tra River de la Tre biết tình hình tồi tệ của Đông Dương. Quân đội không có tướng chỉ huy có tài. Chính con trai ông là trung tướng Bernard cũng đã viết thư cho ông và than không có chỉ huy ở Việt Nam. Ai nấy đều lo làm giàu và ăn chơi. De La Tre thấy đại thế giới là một cái gai làm ông khó chịu. Không thể để một số người vui đùa trên nỗi khổ của binh sĩ, làm sao binh sĩ chiến đấu được trong khi xung quanh thiên hạ chỉ lo du hí. Công việc đầu tiên của Delatra là chứng chỉnh tinh thần mọi người. Delatra tới trường trung học chách lớp, lên lớp kêu gọi thanh niên xung phong, đầu quân bảo vệ thế giới tự do. Sau đó, cao ủy Kim Tổng chỉ huy quân đội Pháp ra lệnh tổng động viên không thấy quốc trưởng Bảo Đại ở Hà Nội hay ở Sài Gòn, De La Tre tốc lên Đà Lạt. Rất may là khi hay tin De La Tre sắp sang Việt Nam, Nguyễn Đệ đã đánh điện sang Canet mời cụ Hoàng về nhiệm sở. Bảo Đại Dư biết De La Tre là người nóng như lửa, nay lại được tấn phong cao ủy kiêm tổng chỉ huy thì đáng sợ không nên giỡn mặt. Lập tức Bảo Đại bay về Đà Lạt. Bảo Đại đón tiếp tướng De La Tre rất long trọng, biết De La Tre thích săn bắn. Bảo Đại tổ chức một chuyến đi săn trên 30 thuộc, sau đó đưa ông ta lên Lạc, Hồ Lạc Thiện. Đây là nơi nghỉ ngơi và săn bắn lý tưởng nhất Đông Dương, rừng cao nguyên có đầy đủ giả thú như hổ, voi, báo và đặc biệt là tê giác. Ngôi nhà sàn xinh xinh của Bảo Đại lại đầy đủ tiện nghi ghế bành trải da cọp nơi gác chân là chân voi trên vách treo gạt nai ngà voi trong cùng có một tủ sách vài trăm quyển đặc biệt là rất nhiều giường cá nhân nệm cao trải ra trắng nếu cần mỹ nhân thì chỉ cần bóp điện thoại lên là vài giờ sau có ngay. Trong khi uống rượu cần với bảo đại de la Tre tranh thủ uống nắng cụ hoàng Cuộc sống của ngài thật là thú vị nhưng ngài cũng nên nhính chút thì giờ lo việc nước bảo đại cười thống tướng muốn tôi làm gì đây trong tình thế này quân đội thiện chiến của đại pháp với các danh tướng Leclerc, salan valui còn không ngăn được làn sóng đỏ thì một phế đế như tôi làm được gì de la tre ít ra ngài cũng không nên liên kết với viên tướng gốc giang hồ bảy viễn mở đại thế giới giữa Sài Gòn. Bảo Đại lắc đầu. Thống tướng ở xa nên không nắm được cụ thể. Đại thế giới không phải do Bảy Viễn hay tôi lập ra, mà do Đô Đốc de Gen Liêu ký giấy phép cho thành lập khi quân đội Pháp mới sang đây. Nếu cho khu giải trí này là phi đạo đức, thì trước nhất nên khiển trách Đô Đốc. Ông ta là thầy tu mà lại dám ký giấy phép cho mở giải trí trường có lẽ ông ta nghĩ nước nào cũng phải có nơi vui chơi, giải trí, không tập trung lại một nơi để dễ kiểm soát, thì người ta sẽ chơi lén lút. Các nhà trước cũng nên làm công khai để chị em được bác sĩ khám bệnh đàng hoàng. Nếu cấm thì họ sẽ làm ăn lén lút, càng có hại cho dân chúng, mà trước hết là cho quân nhân. Để la tre lắc đầu. Dù ai cho phép đi nữa, đại thế giới không có đạo lý Bảo Đại. Xin cho tôi nói hết ý. Đến đời cao ủy Bola Ed, rồi Pitnen, cũng tái ký giấy phép triển hạn đại thế giới. Trước đây, Lâm Giống là người Hoa, gốc Ma Cao, thầu khai thác. Hàng quý, chúng gửi về xứ cả triệu bạc. Đến khi bảy viễn trúng thầu, thì số thu nhập đó được dùng vào việc công ích, như chi cho quỹ nuôi quân, Bình xuyên không lãnh lương của pháp như quân đội giáo phái, cao đài hòa hảo. Bình xuyên cũng dùng tiền đó xây bộ chỉ huy và trại gia binh, khang trang không kém trại lính thân binh, có khi còn khang trang hơn. De La Tre vẫn lắc đầu. Ngài không nên can thiệp sâu vào việc kinh doanh của bảy viễn. Ông ta khác, ngài khác. Không nên để thế giới đánh giá quốc trưởng là một tay chơi rất có hại cho uy danh của ngài. Ngày mai tôi ra Hà Nội, đề nghị ngài thu xếp cùng đi với tôi. Một quốc trưởng cần có mặt những nơi đầu sóng ngọn gió với quân đội. Điều đó có lợi cho ngài. Bảo đại từ chối khéo. Như đã nói, chuyện đánh đấm là chuyện của các danh tướng như thống tướng. Tôi ra đó làm gì? Xin chúc ngài thượng lộ bình an. Hết chương 70